bán đất vườn mặt tiền đường ô tô. Dạ xin chào anh chị, hiện tại em đang có mặt tại ấp Thới, xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ trên cái mặt tiền đường bê tông 3 mét này nè, chủ có ký gửi cho bên em một cái thửa đất, cái tổng diện tích là 500 mét vuông, với mặt tiền ngang á, là 11 mét nha, chiều sâu vô một cạnh 48 mét, một cạnh là 50 mét. Giá chủ đăng ký gửi bán là 950 triệu đồng. Theo cái hướng màn hình của em á, theo cái tính này á, mình đi tầm khoảng hơn 300 mét là mình sẽ ra về đến ngay chỗ của huyện lộ 35. Ở đó cái thì mình rẽ phải là mình sẽ về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim. Còn mình rẽ trái là mình sẽ về đường tỉnh 870 nè, về thành phố Mỹ Tho hay là về Hồ Chí Minh. Dạ, còn theo cái hướng ngược lại này, theo hướng ngược lại bên đây á, thì mình đi cũng tầm khoảng hơn 200 mét là mình sẽ ra đến đường lộ Đan Ấp Dầu, đường lộ Đan 6 mét nha. Ở đó thì mình rẽ trái thì mình cũng về tỉnh lộ 876 ra quốc lộ 1A, ra chợ ủy ban xã Đông Hòa. Khu vực này á, thì dân cư sống rất là đông đúc luôn, điện nước wifi đều kéo ngang rất hết. Tuyến đường của mình á, thì thông thoáng nè. Từ đây á, mình ra ngoài chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, cũng như là trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 của xã Vĩnh Kim thì chỉ trong vòng bán kính khoảng hơn 1 km thôi ạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, em lấy từ vị trí bến xe miền Tây thì cũng khoảng là 63 km. Nội ô thành phố Mỹ Tho, cô chú anh chị mình đến cái thửa đất vườn này cũng khoảng là 9 đến 10 km thôi ạ. 950 triệu là chủ sẽ bao cho mình hết tất cả các khoản thuế phí luôn nha. Dạ, thửa đất mà em đang muốn giới thiệu của nhà mình á, thì nó có là gấp hai mặt tiền, nhưng cái mặt tiền bên hông của nó là cái đường hẻm này đó, là đi vào nhà dân không hề có lộ giới nha. Dạ, thửa đất em đang muốn giới thiệu với cả nhà mình á, thì có cái ngay mặt tiền 11 mét được tính từ vị trí cái trụ bê tông hay cái lưới rào B40 này nè. Chiều sâu xuống cạnh này á, là 48 mét nè, thành kéo dài qua đây trên mặt tiền đường này là 11 mét. Đây, tới cái vị trí cái mí đường ranh này là 11 mét nè, chiều sâu vô cạnh bên này á là 50 mét. Cái hậu đất của mình á, cái hậu nó còn nhỏ lại xíu so với mặt tiền là chỉ 9,7 mét thôi, nhỏ hơn khoảng 1,3 mét. Trên đất á, thì đang trồng dừa nè, dừa thì đang cho trái luôn nha, và một số mận nữa. Đất sạch đẹp không mồ mả nè, xung quanh cũng không luôn. Ở đây thì dân cư sống rất là đông đúc luôn. 500 mét vuông đất này của mình nó hiện tại tầm khoảng là 22 gốc dừa. Đây, đó, dừa đang cho trái luôn. Dân cư sống thì rất là đông đúc luôn nè. Đây, nhà dân san sát hai bên luôn. Cái đường bên hông mà em đang đi này nè, tuyến đường này nó không có lộ giới nha, thì nó vào một số đoạn nữa là trong nhà của cô chú hàng xóm mình thôi, nên là nó không hề có lộ giới, mình đi vô nhà họ những hộ dân bên đây thôi. 950 triệu á, đất mình thì sổ hồng sẵn nha, pháp lý rất là rõ ràng luôn. Ấp Thới, xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tổng diện tích khoảng 500 mét vuông. Dạ, ranh giới đất của mình tới đây nè, đến đây cạnh bên đây là đây, đây qua tới cái lưới bình đó. Đây nhà hàng xóm cô chú mình nè, rất sạch đẹp không mồ mả nha, chung quanh là em thấy cũng không luôn. Ở đây mình ra chợ, ủy ban, trường học, trạm y tế thì chỉ trong vòng bán kính khoảng hơn 1 km thôi ạ. Khu vực này thì dân cư sống rất là đông đúc luôn, rất sạch đẹp không mồ mả nè. Trồng mận nè, mận và dừa nha, những cái mận này cũng đã lớn rồi nè, cũng phải sắp thu hoạch được rồi đó. Bên hông đất mình nhà hàng xóm sống rất là đông luôn, rất sạch đẹp không mồ mả nha, tầm khoảng 22 gốc dừa đang cho trái luôn nè. Một số thì cũng đã khá cao rồi, có chắc cũng chuẩn bị năm sau là có thể ra lưỡi mèo có trái luôn rồi ạ. Mận cũng vậy nè. Ấp Thới, xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên đất mình còn có một cái nhà nhỏ xíu để giữ vườn luôn. Cái đường bên hông mình nè là vô nhà nhà hộ dân nha, nên không có lộ giới, anh chị cô chú mình an tâm. Còn cái phần phía trước đường
cái đường ở trước á, đường đan mía trước á, gọi là đường vào Tam Bảo, thì lộ giới đường nó thì tầm khoảng 5 mét thôi, nhưng chiều sâu của đất mình nó là một cạnh 48 mét, một cạnh là 50 mét ạ. 950 triệu á, chủ bao cho mình hết thuế phí công chứng sang tên, đến khi ra sổ cho mình luôn nha, rất sạch đẹp nè. Cao ráo bằng mặt đường luôn. Đó, trên đó có hẳn sẵn một căn nhà nhỏ để làm cái chòi giữ vườn luôn. Rồi em xin lặp lại được một lần nữa, tổng diện tích đất của mình á là 500 mét vuông với mặt tiền ngang là 11 mét nè. Chiều sâu vô cạnh bên trái là 48 mét, cạnh bên phải là 50 mét. Hậu đất mình á thì hơi nhỏ lại xíu, còn 9,7 mét. Dạ. 950 triệu á, chủ sẽ bao cho mình hết thuế phí luôn, tặng kèm cái căn nhà nhỏ bé bé xinh xinh để giữ vườn luôn nha. Thành phố Hồ Chí Minh, anh chị cô chú mình về đến mảnh vườn này chỉ tầm khoảng 62 km thôi. Nội ô thành phố Mỹ Tho, mình qua đây khoảng 9 đến 10 km ạ. À. Mình rách quốc lộ 1A chỉ khoảng là 2,5 km. Tuyến đường của mình thì là tuyến đường thông nha, ô tô 7 chỗ. Mình vi vu luôn, khu vực này thì đường nước wifi đều kéo ngang đất hết. Dân cư sống rất là đông đúc, đất sạch đẹp không màu mã ạ. À. Đây phía trước đất mình là có cột điện luôn rồi nè. Dạ rồi, em xin phép được lặp lại một lần nữa về vị trí và diện tích đất của mình. Trích hơi kết thúc video. Dạ, thửa đất của mình có tổng diện tích là khoảng 500 mét vuông với mặt tiền ngang là 11 mét, chiều sâu vô cạnh bên trái là 48 mét nha, cạnh bên phải là 50 mét. Hướng đất của mình là hướng chánh tây, mặt tiền đường gõ phía trước đất mình là đường bê tông 3 mét, tuyến đường thông thoáng luôn. Chủ đang kêu bán thửa đất này với tỷ giá là 950 triệu đồng tại ấp Thới, xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Rồi, anh chị cô chú mình có quan tâm đến thửa đất vườn em đang giới thiệu, vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947071309. À, em xin chân thành cảm ơn ạ. À. Em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn đến quý cô chú như anh chị đã lựa chọn theo dõi video của em trong hàng ngàn hàng vạn video khác ạ. À. Rồi em xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo nha.